Các bạn lưu ý, nếu như các bạn muốn nuôi chim cô gáy sinh sản một cách hiệu quả thì các bạn nên nuôi thêm một vài đôi chim như thế này. Bởi vì giống chim này chúng rất là thuần và chúng ấp rất là chuẩn. Nếu như mà các bạn có thể là có khoảng 3 đôi chim cu gáy đất, cu gáy ta với lại một đôi này thì gần như là đôi này ấp liên tục và ba đôi kia thì đẻ liên tục. Thì cái hình thức thể lệ là coi là đây là một bộ máy ấp thuê, thì các bạn cứ cho nó ấp lúc nào lở được khoảng 5-6 ngày các bạn lại bắt con ra, trước khi bắt con lại luồn trứng vào, khi nó say ấp thì bắt đầu mình mang con ra nuôi bộ, sau đó nó lại ấp tiếp hai quả trứng ghế tiếp. Thì con chim đi đẻ chỉ có đi đẻ mà con ấp chỉ ấp, mình là người nuôi bộ nuôi ngoài. Thì đấy là mô hình mà tôi đã thực hiện thì rất là hiệu quả, một năm đẻ được rất là nhiều lứa. Thường là các bạn kiếm được một đôi này chuẩn chỉ ấp thôi, hai con ấp nhau thay nhau ấp nở được. Các bạn trong cái nghệ thuật này thì các bạn nên lưu ý là cố gắng không nên để nhỡ nhịp của chúng, tại vì nếu như chúng mà xuống khỏi tổ rồi thì chúng mình thả trứng vào là chúng sẽ không ấp nữa. Nên thường lúc nào các bạn phải gối vừa nuôi con vừa ấp. Đấy, và chúng ta phải để ý thật kỹ vào. Thực tế là đôi chim này thì tiếng gáy của nó không thể hay như là chim cu đất được. Đây các bạn hình dung đây là con chim trên, con bộ trên này là con chim mái. Bởi vì nếu như các bạn quan sát sơ kỹ thì con chim mái ở phần trên này là người nó nhỏ hơn, cổ nhỏ, đầu cũng nhỏ, phần ức cũng hơi hẹp hơn, nhỏ hơn, nghe có vẻ nó thanh thoát hơn. Còn con dưới này là con trống này, các bạn nhìn thấy chưa, cái phần ức rất là nở. Đấy. Đây là đôi chim này rất là thuần, giống này rất là thuần. Thì hiện giờ đôi như con chim này là một đôi bắt đầu chuẩn bị tầm khoảng 2 tháng nữa là chúng có thể là đẻ ấp tốt. Bây giờ đang giai đoạn là căng căng chim rồi. Thực tế là cũng rất là đẹp, chim này thì được cái là rất là mượt. Đây là con chim mái nha các bạn nha. Đây là nhìn thế này là bằng kinh nghiệm thôi. Chứ thực ra là một số cái bài hôm trước tôi cũng đã chia sẻ là qua cái xương ức với lại xương chậu đấy thì các bạn có thể là tham khảo. Đây ức của con chim trống này, các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn nó nở hơn hẳn đây. Đúng không ạ? Người thường nhìn hai con thì như nhau, đây, nhìn con này khác gì nhau đâu. Đấy. Nhưng đây là cái kinh nghiệm chúng ta có thể là nhìn nhận qua kinh nghiệm thì rất là thuần đúng không ạ. Đây, nhìn hai con này. Rõ ràng đây nhìn hai con như này các bạn nhìn thấy không? Con chim trống bao giờ nhìn nghe cũng có vẻ là ấy hơn. Đấy, ngực nở. Xin hẹn gặp lại các bạn video sau. Hãy đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhá. Hôm kia tôi đi đâu chưa? Ông bỏ nhà ấy, lấy rồi.
Đấy, các bạn nếu để ý kỹ đi cái hậu môn của con chim cái ở phần 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 hậu môn nó nghe có vẻ nó hở thịt hơn, trong nó rộng cái lỗ hậu môn hơn để nó sinh sản quả trứng. Đấy, bắt cháy bắt dậy, bắt cháy bắt dậy. Nhìn này, cái dáng dấp của con chim trống này, nhìn cái bả vai của nó rất là lộ ra cái gờ màu vai, cái sải cánh rất là rộng. Đấy, phần ức này. Phần nước rất là rộng đúng đây mới là cu đất này. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, cu đất là đang ăn mồi ở dưới đất. Đấy. Đấy. Đố các bạn biết con chim cu đang ở dưới kia là con chim trống hay con chim mái? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 giây chắc là các bạn cũng đã có câu trả lời của các bạn. Xin thưa các bạn, là con cu dưới đất đang bổ đang quay trên màn hình đây là con chim mái. Đấy, các bạn ai trả lời đúng trả lời sai tự biết. Đấy, các bạn làm chuồng như thế này,
chúng kiếm ăn, chúng hoạt động như là ngoài tự nhiên. Chúng ăn dưới đất, ăn như ngoài thiên nhiên luôn. Các bạn làm lưới như này thì chuột không vào được đâu. Chúng kiếm ăn đấy. Biết con chim bên này là con chim trống hay con chim mái. Chắc là em này thì không cần phải nói gì, các bạn biết được đấy là trống hay mái rồi. Đây là một đôi mình mới ghép thành công. Bạn xem đẳng cấp nha. Anh này anh cũng sang anh chiến đấu rồi. Em chim trống này dạo này rất là đáng sung. Bạn nhìn thấy cườm đỉnh chưa? Các bạn nhìn thấy cườm đỉnh chưa? Nhìn thấy cườm chất chưa? Giọng thì khỏi phải nghĩ rồi đúng không? Đây cườm này, nhìn chim đẳng cấp chưa, đẳng cấp chưa, nhìn cườm đẹp chưa, chụp luôn lên một kiểu. Đẳng hàng lắm đấy đấy. Hăng lắm, em này em đang hăng lắm. À, yên 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 yên. Ô, chú đi.
Cái này thì rất là thuần các bạn. Em này thực ra là dòng đầu đầu nhỏ mỏ đinh đấy, không phải đơn giản đâu, khôn lắm, con này khôn lắm. Nhìn chim nhanh nhạy này cơ mà. Đây, các bạn nhìn trên nền chuồng chỉ có thế này thôi, nắng gió mưa đấy. Chim lúc nào khỏe, chả bao giờ bệnh, chả bao giờ ỉa, à, chả bao giờ cù dù hay cái gì à. Các bạn biết cây này là cái gì không? Cây sắn này đấy, cắm cây sắn ở đây đấy. Đấy. Lên đấy. Đấy. Không bao giờ nó khô đấy. Rất đơn giản. Em này ngày xưa mình nuôi từ nhỏ này, bắt ở ngoài đồi thông này, nó bón phải đến tháng rưỡi mới biết chỗ. Nó là để trên tay chỗ được, nhưng mà có một lần là do một sơ ý là lúc lâu rồi mình không thả ra, nhưng mà trong lúc thả ra là sơ ý là nó cũng về đấy. Con chim này phải nói là nếu để xét về khách quan mà nói là nó cũng rất là có duyên với mình đấy. Cho mình ăn tí gì kìa. Này, chỗ đi. Này, chỗ đi. Cường này, bay cường này. Đấy, nhưng mà em mái thì nghe vẻ đơn giản hơn.
Nhá, các bạn thấy không? Từ bấy giờ vào là con chim trống này, lúc nào nó cũng có cái thể hiện là một anh thanh niên rất là bảo vệ bạn tình đúng không? Thể hiện rất là ngổ ngáo, nhấc nháo đúng không? Nó trông nó có vẻ nó phải thể hiện phái mạnh. Đấy là cái nhãn quan, cái tính cách. Đôi này thì được cái là cả cả bố cả mẹ là nói chung là sau này sẽ rất là thuần đấy. Các bạn đến ấy, chim nó có sổ đâu, không sổ một tí nào cả. Khoảnh khắc chim gáy. Mình thì thú thật là các bạn không lúc nào là thiếu tiếng chim hót cả. À, sang chuồng bên cạnh này gửi hình em này ạ. À, bên này có một em trống rất là